Kinh văn. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh cõi Diêm Phù Đề ở trong giáo pháp của chư Phật, nếu có thể làm thiện sự chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một mảy bụi thì tất cả đều tự mình được sự lợi ích. Nói lời như thế xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng vô sanh, hiện thân trưởng giả để hóa độ thập phương. Lược giảng, Địa Tạng Bồ Tát bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh cõi Diêm Phù Đề ở trong giáo pháp của chư Phật, nếu có thể làm thiện sự chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một mảy bụi thì tất cả đều tự mình được sự lợi ích. Chỉ cần họ có thể ở trong Phật giáo thì việc thiện họ làm được dù nhỏ như một sợi lông, một giọt nước hoặc một hạt cát, một mảy bụi cũng đều tạo được công đức, và hết thảy công đức đó đều là của họ, hoàn toàn thuộc về họ. Khi Địa Tạng Bồ Tát nói lời như thế xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Vị trưởng giả giàu có này có đầy đủ bốn loại vô ngại biện tài: tứ vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, pháp vô ngại biện, từ vô ngại biện và nhạo thuyết vô ngại biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng vô sanh. Từ thuở lâu xa về trước, trưởng giả Đại Biện đã chứng đắc vô sanh pháp nhẫn và đạt đến quả vị niết bàn. Nay ông hiện thân trưởng giả để hóa độ thập phương, vì muốn giáo hóa độ thoát tất cả chúng sanh trong khắp mười phương nên ông hiện thân là một vị đại phú trưởng giả. Kinh văn. Chắp tay cung kính hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đề có chúng sanh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc, kẻ lớn người nhỏ đều vì người chết đó mà tu công đức, cho đến thiếp trai tạo những nhân thiện lành, thì người chết đó có được lợi ích lớn và được giải thoát chăng? Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại cùng vị lai nương oai lực của Đức Phật mà lược nói về việc đó. Này ông trưởng giả, những chúng sanh ở hiện tại hay vị lai, lúc sắp mạng chung mà nghe được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, danh hiệu của một vị Bích Chi Phật, thì bất luận là có tội hay không tội, thảy đều được giải thoát cả. Lược giảng, ông trưởng giả Đại Biện bấy giờ chắp tay cung kính hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đề có chúng sanh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc, kẻ lớn người nhỏ đều vì người chết đó mà tu công đức, cho đến thiếp trai làm cơm chay để cúng dường tam bảo, tạo những nhân thiện lành, gieo trồng những chủng tử thiện lành, thì người chết đó có được lợi ích lớn và được giải thoát chăng? Chẳng hay người chết đó có thể đạt được sự lợi ích to lớn hoặc có thể giải thoát khỏi mọi nghiệp tội hay không? Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại cùng vị lai nương oai lực của Đức Phật mà lược nói về việc đó. Tôi sẽ mượn đại oai thần lực của Đức Phật mà nói sơ lược đôi điều về việc đó. Quý vị xem, Bồ Tát Địa Tạng không nói là dùng sức oai thần của chính mình, mà lại nói là nương vào đại oai thần lực của Đức Phật. Làm gì sao? Là vì biểu thị lòng tôn kính của Ngài đối với Đức Phật. Và cũng chính vì thế mà lúc nào Ngài cũng nhắc đến Đức Phật trước tiên. Bồ Tát Địa Tạng đối tiếp: Này ông trưởng giả, những chúng sanh ở hiện tại hay vị lai, lúc sắp mạng chung mà nghe được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, danh hiệu của một vị Bích Chi Phật hoặc Duyên Giác, thì bất luận là có tội hay không tội, thấy đều được giải thoát cả. Tại sao lúc sắp mạng chung mà nghe được một danh hiệu của Phật, Bồ Tát hoặc Bích Chi Phật thì bao nhiêu tội chướng đều có thể tiêu trừ? Lúc sắp mạng chung
là lúc mà mạng căn của con người sắp sửa đoạn dứt. Mạng căn vốn do ba yếu tố noãn, hơi ấm, tức, hơi thở và thức, thần thức hợp lại thành. Cho nên con người chết tức là mạng căn đứt đoạn. Mạng căn khi đoạn thì đầu tiên là cơ thể mất dần hơi ấm, noãn khí, kế đến không còn hô hấp, tức, và sau đó là đến lượt thần thức ra đi. Khi ba thứ noãn, tức, thức đều đoạn hết, tức là mạng chung. Mạng căn đã dứt, không còn nữa. Có câu: điểu chi tương tử, kỳ minh giả ai, nhân chi tương vong, kỳ ngôn giả thiện. Nghĩa là chim sắp chết thì tiếng kêu bi thảm, người sắp chết thì lời nói thiện lành. Con người khi sắp chết thì lương tâm trỗi dậy mà nhận ra được những gì mình đã làm trong suốt một đời này là đúng hoặc là không đúng. Đó là một sự phản tỉnh. Lúc bấy giờ kẻ lâm chung thật sự nhìn nhận những việc làm không đúng của mình, do đó mà sanh lòng ăn năn sám hối. Một khi đã khởi tâm sám hối rồi, thì cho dù chỉ nghe thấy danh hiệu của một Đức Phật, một tôn danh Bồ Tát hoặc một tôn danh Bích Chi Phật cũng đều có thể diệt được vô lượng tội chướng, gieo trồng vô lượng thiện căn. Vì thế, lúc sắp mạng chung là một thời điểm tối quan trọng, đồng thời đó cũng là thời điểm khó phát khởi thiện tâm cầu sám hối nhất. Vì sao thường ngày chúng ta cần phải niệm Phật? Thường ngày niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chuẩn bị cho lúc lâm chung không bị quên mất. Nếu ngày ngày đều niệm Phật thì đến lúc sắp mạng chung chúng ta sẽ không thể nào quên câu niệm Phật được. Nếu quý vị suy nghĩ một cách đơn giản cho rằng đợi đến lúc sắp mạng chung rồi hãy niệm Phật, hãy sanh thiện tâm, thì e rằng tới lúc đó mới biết là không dễ dàng chút nào và cũng đã quá muộn màng. Tuy nhiên, nếu lúc lâm chung mà sanh được thiện tâm thì vô cùng vi diệu, chỉ cần một niệm sám hối là có thể tiêu trừ hết thảy nghiệp tội. Kinh văn: như con người nam hoặc người nữ nào lúc sống đã không tu nhân lành mà lại tạo nhiều nghiệp tội, sau khi mạng chung lại được hàng quyến thuộc vì người chết mà tu tạo phước lợi lớn nhỏ, thì tất cả thánh sự trong bảy phần công đức, người chết được một phần, còn sáu phần thuộc về người sống hiện lo tu tạo đó. Vì thế cho nên các thiện nam thiện nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng tự tu hành thì được hưởng trọn phần công đức. Đại quỷ vô thường, đến bất kỳ lúc nào thần hồn dơ dẫn mịt mờ chưa rõ là tội hay phước, trong 49 ngày như ngây như điếc hoặc ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả, sau khi thẩm định xong thì cứ y theo nghiệp mà thọ sanh. Trong lúc chưa biết ra sao đó thì đã ngàn muôn sầu khổ, huống là phải bị đọa vào các ác đạo. Người chết đó khi chưa được thọ sanh, ở trong 49 ngày luôn luôn trong ngóng hàng cốt nhục quyến thuộc tu tạo phước lực để cứu vớt cho. Quá ngày ấy rồi thì cứ theo nghiệp mà thọ báo. Nếu là tội nhân thì phải trải qua trong trăm ngàn năm, không có ngày được giải thoát. Còn nếu là tội ngũ vô gián thì phải đọa vào đại địa ngục, chịu mãi những sự đau khổ trong ngàn kiếp muôn kiếp. Lược giảng, Địa Tạng Bồ Tát lại bảo ông trưởng giả đại biện rằng: như có người nam hoặc người nữ nào lúc sống đã không tu nhân thiện lành mà lại tạo nhiều nghiệp tội. Giả sử có người nam hoặc người nữ nào đó khi còn sống đã tu ngũ giới và thập thiện, song mặc dù đã thọ ngũ giới và phát tâm tu thập thiện, người ấy lại không làm việc thiện, cũng chẳng trồng nhân lành, lại còn tạo thêm biết bao nghiệp tội nữa. Sau khi mạng chung lại được hàng quyến thuộc vì người chết mà tu tạo phước lợi lớn nhỏ. Nếu sau khi người nam hoặc người nữ ấy qua đời, thân nhân có thể vì người chết mà tu tạo một vài việc phước lợi nho nhỏ hoặc một vài việc phước lợi lớn lao, thì tất cả thánh sự
trong 7 phần công đức, người chết được 1 phần, còn 6 phần thuộc về người sống hiện lo tu tạo đó, thánh sự cũng chính là thiện sự. Như vậy, trong 7 phần công đức thì người chết chỉ được hưởng 1 phần, và 6 phần công đức còn lại là thuộc về người sống, tức hàng quyến thuộc đã lo tu tạo phước lợi đó. Vì thế cho nên, các thiện nam thiện nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó, nên cố gắng tự tu hành thì được hưởng trọn phần công đức. Bởi nhân duyên đó, tất cả thiện nam thiện nữ trong đời này và đời sau hãy nhân lúc mình đang được mắt tinh tai thính, còn đang khỏe mạnh mà cố gắng tự mình tu tập những việc thiện. Trong lúc còn sống, nếu chính quý vị tự làm việc công đức, thì mỗi một phần công đức tạo được đều là của riêng quý vị, hoàn toàn thuộc về quý vị. Đại quỷ vô thường đến bất kỳ lúc nào. Vì sao gọi là quỷ vô thường? Bởi vì khi nó tìm đến thì quý vị không còn thường nữa, tức là chết. Nhưng quý vị lại không thể biết được khi nào thì nó xuất hiện. Thần hồn dơ vẫn mịt mờ. Câu này nguyên văn chữ Hán là minh minh vô thần. Minh minh tức là rất hắc ám, tối tăm, vô thần, cũng là vô hồn, cũng chính là hồn phách và cũng là thân trung ấm, lại còn gọi là thân trung hữu của con người. Cái hữu trong thân trung hữu chính là cái hữu của hữu duyên sanh. Trong thập nhị nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Lúc năm ấm trước đã diệt, năm ấm sau chưa sanh, thì khi năm ấm trước sau chưa sanh đó, gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm, nhìn đại địa thì chỉ thấy tối đen như mực, thấy thế giới này như không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, cho nên nói là minh minh du thần vậy. Chưa rõ là tội hay phước, người mới chết đó bây giờ cũng chưa biết rõ là mình đã gây tội hay tạo phước nữa. Trong 49 ngày như nghe như điếc, tại nước Trung Hoa do ảnh hưởng của đạo Phật nên nội trong 7 thất 49 ngày, sau khi người thân chết thì quyến thuộc thường thỉnh tăng sĩ hoặc đạo sĩ tụng kinh để siêu độ vong linh. Như nghe tức là giống như một kẻ không biết gì hết, như điếc tức là cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả, hoặc ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả. Ở địa ngục không phải chỉ có một vị diêm vương thôi, mà có tới 10 vị gọi là thập điện diêm quân. Dưới quyền của mỗi vị diêm quân lại phân ra rất nhiều bộ môn, do đó mỗi vị diêm vương có 5 ti sở, đó là 1. Tiên quan cấm sát sanh, 2. Thủy quan cấm trộm cắp, 3. Thiết quan cấm tà dâm, 4. Thổ quan cấm nói lưỡi đôi điều, 5. Thiên quan cấm rượu. Dưới quyền mỗi vị diêm vương đều có 5 vị quan giữ các chức sự này, gọi là ngũ ti. Ngũ ti là trông coi về nghiệp tội gây tạo trong một đời của mọi người. Mỗi ti kiểm soát một loại nghiệp tội, cho nên người chết lúc sống phạm loại nghiệp tội nào thì tới ti sở tương ứng với nghiệp tội đó để thẩm vấn, biện luận. Sau khi thẩm định xong thì cứ y theo nghiệp mà thọ sanh. Sau khi biện luận nghiệp quả, người chết phải chờ sự thẩm định xem đã gây tạo tội lỗi chi thì sẽ phải chịu quả báo gì. Một khi đã thẩm định xong thì người ấy phải y theo những nghiệp mình đã tạo mà thọ lấy quả báo. Trong lúc chưa biết ra sao đó thì đã ngàn muôn sầu khổ, huống là phải bị đọa vào các ác đạo. Trong thời gian chờ đợi kết quả thẩm định, người ấy rất lo âu buồn bã, không biết tương lai mình sẽ đi đầu thai làm trâu làm ngựa, làm heo làm dê, hoặc trở lại làm người nữa. Bởi chính mình cũng không biết được mình sẽ ra sao, cho nên trong lòng cứ phập phồng lo sợ, cảm thấy vô vàn thống khổ, thì huống chi là lúc đã đọa lạc vào các đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
bấy giờ còn thống khổ đến chừng nào. Người chết đó, khi chưa được thọ sanh, ở trong 49 ngày luôn luôn trong ngóng hàn cốt nhục quyến thuộc tu tạo phước lực để cứu vớt cho. Trong khi chờ đợi để được đi thọ sanh, tức là trong vòng 49 ngày sau khi chết, người đó từng giây từng khắc, tâm tâm niệm niệm, lúc nào cũng mong mỏi trong chờ hàng thân thích ruột thịt sẽ tụng kinh Địa Tạng, lễ bái Địa Tạng Sám hoặc lễ lại Địa Tạng Bồ Tát, cúng dường Tam Bảo, tạo vô số phước lợi để cứu vớt cho mình. Quá ngày ấy rồi, thì cứ theo nghiệp mà thọ báo. Quá 49 ngày rồi, thì người chết đó phải thọ lấy quả báo tùy theo nghiệp tội mà mình đã gây tạo. Người chết đó nếu là tội nhân, là kẻ có tội, thì phải trải qua trong trăm ngàn năm, không có ngày được giải thoát. Còn nếu là tội ngũ vô gián, thì phải đọa vào đại địa ngục, chịu mãi những sự đau khổ trong ngàn kiếp muôn kiếp. Nếu người chết phạm tội lỗi thuộc về năm tội ác tày trời, giết cha, giết mẹ, giết bậc A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, thì người ấy sẽ bị đọa địa ngục vô gián. Ngũ vô gián tức là năm thứ nghiệp cảm hành hạ liên tục, không gián đoạn. 1. Thời vô gián, thời gian thọ khổ là liên tục, không gián đoạn. Kể từ lúc vào địa ngục cho đến khi được thoát ra, trong suốt thời gian này, tội nhân liên miên thọ khổ, không có một giây một khắc nào được ngưng nghỉ, nên gọi là thời vô gián. 2. Hình vô gián. Một người ở địa ngục thì thấy thân thể mình choáng chật cả ngục, mà rất nhiều người cùng ở trong ngục thì cũng thấy thân hình của họ chật đầy cả ngục như thế. Đó là hình vô gián, hình không gián đoạn. 3. Khổ vô gián. Từ khi bước chân vào địa ngục, tội nhân phải liên tục chịu đựng những khổ hình bởi các tội khí như cây chĩa, gậy gộc, không hề gián đoạn. 4. Mạng vô gián. Tội nhân ở địa ngục này, một ngày một đêm là cả vạn lần chết đi, muôn lần sống lại, sanh mạng cũng không gián đoạn. 5. Quả báo vô gián. Quả báo mà tội nhân thọ chịu cũng liên miên bất tận, không gián đoạn. Vậy nếu phạm tội ngũ vô gián thì phải đọa vào các địa ngục lớn như tám địa ngục lạnh, tám địa ngục nóng và trải qua thời gian dài, có đến hàng ngàn, hàng vạn kiếp vẫn phải ở mãi trong địa ngục mà thọ lãnh những sự đau khổ. Kinh văn, lại nữa, này ông trưởng giả, sau khi những chúng sanh gây nghiệp tội như thế mạng chung, hàng cốt nhục quyến thuộc vì họ mà làm chay cúng dường để trợ giúp nghiệp đạo, thì khi thức ăn chưa làm xong, cùng trong lúc đang làm, chớ có đem nước gạo, lá rau đổ dung dãi nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư tăng thì chẳng được ăn trước. Nếu ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng thì người chết đó trọn không được trợ lực nào cả. Nếu có thể kỹ lưỡng, giữ gìn tinh sạch, đem dâng cúng cho Phật cùng tăng, thì trong bảy phần công đức, người chết hưởng được một phần. Này ông trưởng giả, vì thế nên những chúng sanh trong cõi Diêm Phù, sau khi cha mẹ hay người quyến thuộc chết, nếu có thể thiết trai cúng dường, chí tâm cầu khẩn, thì những người như thế, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích. Nói lời này xong, tại cung trời Đao Lợi, có ngàn muôn ức Na-do-tha quỷ thần của cõi Diêm Phù Đề đều phát tâm Bồ Đề vô lượng. Ông trưởng giả đại biện làm lễ mà lui ra. Lược giảng, Địa Tạng Bồ Tát lại bảo trưởng giả đại biện rằng: Lại nữa, này ông trưởng giả, nay ta sẽ vì ông mà nói cặn kẽ hơn. Sau khi những chúng sanh gây nghiệp tội như thế mạng chung, hàng cốt nhục quyến thuộc vì họ mà làm chay cúng dường để trợ giúp nghiệp đạo. Sau khi những chúng sanh đã từng gây tạo nghiệp tội nói trên qua đời, thân nhân bạn bè của họ có thể đứng ra thay họ mà làm một bữa ăn chay tương tất và thành kính cúng dường Tam Bảo để giúp cho nghiệp đạo của họ
nghiệp đạo này tất nhiên là ám chỉ ác nghiệp. Do đó, trợ giúp nghiệp đạo tức là giúp cho người chết được nhẹ bớt ác nghiệp. Thì khi thức ăn chưa làm xong cùng trong lúc đang làm, chớ có đem nước gạo, lá rau đổ chung giải nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư Tăng thì chẳng được ăn trước. Trước lúc thọ trai hoặc sau khi làm xong các thức ăn, quý vị không nên tùy tiện đổ bỏ nước gạo và vứt bỏ rau cải một cách bừa bãi. Lại nữa, khi các thức ăn chay đã nấu nướng xong, nếu chưa đem cúng Phật và chư Tăng chưa dùng tới, thì quý vị không được tự mình ăn trước. Do đó tại chùa chiền hoặc Phật đường, bất luận quý vị làm món ăn gì để cúng dường, thì đều phải dâng cúng Phật trước. Thông thường, vào ngày Đức Phật đản sanh thì mọi người nấu vài món ăn chay tinh khiết, thanh đạm để cúng dường Phật. Sau khi cúng Phật rồi thì mọi người mới cùng nhau ăn. Ở Trung Hoa, người ta thường bày 3 chén cơm đầy và thức ăn để cúng Phật. Đây cũng cần phải sắp đặt cho đàng hoàng ngay ngắn, chứ không được tùy tiện để sang một bên hoặc muốn đặt đâu thì đặt. Ví dụ, nếu cúng 3 chén cơm thì phải trang trọng đặt ngay ngắn ở chính giữa bàn thờ ngay trước tượng Phật. 3 chén nằm thẳng hàng, khoảng cách đều nhau, tương tất trịnh trọng. Cúng trái cây cũng phải trịnh trọng như vậy. Phía trước tượng Phật, nơi sắp đồ cúng, thì không được để những đồ khác bừa bãi, đó là biểu thị cho lòng cung kính. Nếu quý vị tùy tiện để đồ vật trên bàn thờ Phật, tức là không cung kính Phật. Vì sao? Lấy thí dụ, nếu quý vị để một đống đồ ngổn ngang bừa bãi ngay trước mặt một người nào đó, thì hẳn nhiên là người ấy sẽ cảm thấy bực bội, không vui rồi. Nếu gặp những kẻ quen thói bê bối cẩu thả như heo như chó, thì không nói làm gì. Nhưng nếu nhầm người thích ngăn nắp sạch sẽ mà quý vị để đồ đạc lung tung trước mặt họ, thì họ sẽ bực bội ngay. Hơn nữa, Phật là một người thanh tịnh nhất. Do đó, việc quý vị đặt để các vật phẩm bừa bãi, thiếu tôn kính trước mặt Phật là điều không nên. Trước mặt Phật chỉ nên thiết đặt các cúng phẩm như hoa quả, thức ăn mà thôi, ngoài ra không nên để những thứ gì khác. Ngoài thông lệ dâng 3 chén cơm và thức ăn cúng Phật, có khi người ta dâng cúng 5 chén, 7 chén, 9 chén hoặc nhiều hơn nữa, tùy theo tính cách của dịp lễ. Như vào dịp lễ cúng thiên chẳng hạn, mấy cái bàn đặt trước mặt tượng Phật đều toàn là thức ăn chay, được sắp đặt từng chén một, rất đàng hoàng tươm tất. Đâu ra đó cả, chứ không phải là dùng một cái bát thật lớn rồi bỏ chung mọi thứ vào đó để cúng. Hoặc mua một hộp bánh rồi thờ ơ để lên bàn thờ cho xong chuyện mà chẳng buồn mở ra. Bởi như thế không phải là cúng Phật mà là ô nhục Phật. Các phẩm vật dâng cúng cho Phật thì phải được mở ra cho đàng hoàng, không nên để nguyên cả bao bì giấy gói như thế mà đặt trên bàn thờ, bằng không đó không phải là cúng Phật. Đây là những vấn đề mà tất cả mọi người đều nên biết. Nếu quý vị dâng đồ cúng trước tượng Phật mà không mở ra, chỉ thuận tay đặt bừa một gói trên bàn thờ rồi thôi, thì đó là một hành vi bất kính, vô lễ. Bởi cho dù đem thức ăn cho bất cứ một người nào, quý vị cũng không đến nỗi dằn mạnh cái chén trước mặt người đó rồi nó cọc lóc, nè, ăn đi. Vì làm như thế thì người ta sẽ ăn không vô. Ở Trung Hoa có câu, quân tử bất thực, ta lai thực. Nghĩa là người quân tử không ăn cơm thí. Nhưng ngay cả đối với người ăn xin, khi quý vị cho họ chén cơm mà nói lời thiếu tế nhị, ê, ăn đi, thì họ cũng chẳng ăn đâu. Đó gọi là bất thực ta lai thực. Thế thì huống gì là việc cúng Phật, có nhiều người để nguyên cả gói quà lên bàn thờ không mở ra. Tôi bắt gặp rất nhiều lần như thế rồi. Có điều là tôi không có nhiều thời giờ để giảng về vấn đề này. Bây giờ Phật giáo truyền bá đến phương Tây, quý vị cần phải biết về các nghi thức hành lễ, các chén cơm thượng cúng, cúng ngọ nhất định phải sắp đặt cho ngay ngắn tươm tất, đúng nơi đúng chỗ,
không được bả đâu để đó, muốn đặt đâu thì đặt. Cúng hoa quả trái cây cũng vậy, bình hoa chưng trên bàn thờ cũng phải cân xứng trang trọng. Nếu đặt để không đúng vị trí, đáng lẽ ở góc này thì quý vị lại dời nó sang góc kia thì sẽ không đẹp, thiếu cân đối. Mọi việc đều cần phải có quy củ phép tắc. Nếu nói rằng có quá nhiều quy củ như thế thì làm sao mà nhớ cho hết đây? Nếu không nhớ được thì quý vị khỏi phải tu hành. Bởi tu hành tức là ở mọi nơi, mọi lúc đều phải đúng với giáo pháp và luôn luôn tuân theo khuôn phép nề nếp. Lại nữa, xuất gia thì có quy củ của xuất gia, tại gia thì có quy củ của tại gia. Vị đại đệ tử xuất gia trước nhất thì phải vâng lời sư phụ. Ngoài ra, vị đệ tử thứ nhì phải nghe lời của đại đệ tử. Còn vị đệ tử thứ ba thì phải nghe lời của đại đệ tử và nhị đệ tử, không được một vô sư trưởng, xem thường sư phụ cùng các sư huynh. Làm đại đệ tử mà không nghe theo sự giáo hóa của sư phụ thì gọi là một vô sư trưởng, không ai xem ai ra gì cả. Còn vị nhị đệ tử thì nhất định phải nghe theo sự giáo hóa của sư huynh và không được khinh mạng sư huynh. Nếu quý vị ở vào cương vị của vị tam đệ tử thì nhất định phải nghe lời của vị đệ tử thứ nhất và thứ nhì. Hai vị sư huynh đó có sai bảo việc gì thì quý vị nhất định phải vâng lời. Không vâng lời tức là không tuân quy củ. Nếu họ không bảo quý vị làm gì cả thì quý vị phải nhất định đừng làm, bằng không đó cũng là bất tuân quy củ vậy. Trong đoàn thể Phật giáo nhất định là có nhiều bậc sư trưởng, trưởng bối, nên quý vị không được một vô sư trưởng. Hễ quý vị xuất gia sau người ta, dù chỉ một ngày thì quý vị cũng phải làm sư đệ. Còn nếu quý vị xuất gia trước người ta một ngày thì quý vị sẽ thành sư huynh. Người nào xuất gia trước thì người đó là lớn hơn, người nào xuất gia sau thì người đó vai vế nhỏ hơn. Bất luận là tuổi tác chênh lệch bao nhiêu, cho dầu quý vị có 100 tuổi đi chăng nữa mà xuất gia sau thì cũng phải là sư đệ như thường. Lại nữa, mặc dù quý vị mới 1 tuổi nhưng nếu xuất gia trước thì quý vị sẽ thành sư huynh. Người xuất gia lấy ngày mình xuất gia làm ngày sinh nhật cho cuộc đời xuất gia của mình, rồi đến lúc lâm chung thì tính lại xem tăng lạp tuổi xuất gia của mình được bao nhiêu năm. Thí dụ có người thế thọ là 60 và tăng thọ là 40, có nghĩa là người ấy tuổi đời sống được đến 60 tuổi và xuất gia được 40 năm. Đặc biệt là lúc thọ giới của người xuất gia, hễ ai thọ giới trước thì người đó làm sư huynh. Mặc dù là cùng đi thọ giới với nhau, quý vị vẫn phải gọi người vừa bước lên đàn thọ giới trước quý vị là giới huynh, và người thọ giới trễ hơn quý vị là giới đệ. Tuy nhiên, trong giới đàn thì mọi người đều xưng hô với nhau là giới huynh cả, chớ không dùng danh xưng giới đệ nữa. Đó là vì mọi người đều lễ phép lịch sự, cho dù giới đệ cũng được gọi là giới huynh. Ngoài ra, những vị xuất gia làm tiểu sa di trong chùa thì nhất định là phải nghe lời chỉ huy của các đại sa di. Nếu không nghe theo tức là phạm thượng ngỗ nghịch bất hiếu, là phạm thượng tác loạn vậy. Quy củ của người xuất gia trong Phật giáo thì rất chú trọng đến trật tự trên dưới, chứ không tùy tiện xù xả như người tại gia được. Người xuất gia không chỉ có đệ tử lạy sư phụ, mà ngay cả sư đệ cũng nên lạy sư huynh. Đừng như người Mỹ, cha mẹ anh em đều coi như không có liên quan gì với nhau, chẳng ai để ý tới ai cả. Chúng ta không nên như thế. Đã làm thân sư đệ thì phải như vậy. Ai biểu quý vị chịu làm sư đệ làm chi? Ai biểu quý vị xuất gia trễ, sao người khác làm chi? Quý vị xuất gia sau thì phải làm sư đệ, mà sư đệ thì phải kính trọng sư huynh. Nếu không kính trọng sư huynh tức là phạm sai lầm, phạm quy củ của Phật đã dạy, về sau sẽ bị lửa thiêu chết. Tôi bình thường cũng không có thì giờ để giảng về các quy củ cúng Phật, cho nên cũng xòe xòa, thấy tạm được thì cũng thông qua, để xem coi quý vị thật ra là ngu si hay có trí huệ.
Nếu quý vị là người có trí huệ thì không cần phải đợi có người dạy bảo mới biết được. Từ trước tới nay không có ai dạy cho tôi cả, nhưng tôi chỉ cần nhìn qua một thoáng là hiểu được ngay. Đối với những kẻ ngu si, cho dù quý vị tận tâm dạy dỗ thì họ cũng không thể nào nhớ được. Vì thế, qua cách xử sự mọi việc, trong mọi lúc, ở mọi nơi của một người đều thể hiện được là người đó có trí huệ hay không. Như vậy, thức ăn chưa được dâng cúng cho Đức Phật cùng chư Tăng thì mọi người không được ăn trước. Do đó, khi ăn uống ở chùa, cần phải đợi cúng Phật xong và người xuất gia cũng đã thọ dụng rồi, thì người tại gia mới nên cùng nhau ngồi ăn. Người tại gia tuyệt đối không được ăn trước người xuất gia. Không riêng gì việc cúng Phật mà luôn cả việc cúng dường tam bảo, mọi người đều phải theo đúng phép tắc như thế. Nếu ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng thì người chết đó trọn không được sự trợ lực nào cả. Giả sử quý vị không tuân giữ quy củ này mà ăn trước, hoặc là lúc nấu nướng lại cẩu thả lơ đễnh, không chú ý, không làm đàng hoàng, đó gọi là bất tinh cần, không được tinh sạch kỹ lưỡng. Cúng dường tam bảo thì không được lơ đễnh, bởi nếu quý vị cúng dường tam bảo một cách qua loa cẩu thả thì người chết sẽ chẳng hưởng được một mảy phước nào cả. Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch đem dâng cúng cho Phật cùng Tăng, nếu quý vị có thể đặc biệt chú ý hết sức cẩn thận giữ gìn những thức ăn này được tinh sạch, rồi cung cung kính kính đem dâng cúng cho Đức Phật và chư Tăng, thì trong bảy phần công đức người chết hưởng được một phần. Năm ngoái chúng ta có tổ chức lễ truyền cúng, hôm đó tất cả đại chúng đều quỳ xuống và cùng nhau dâng thức ăn cúng Phật. Những món ăn chay được múc ra từng dĩa hoặc chén, rồi mọi người tuần tự truyền tay nhau dâng cúng và đặt lên bàn thờ Phật. Chùa đã thận trọng nấu nướng nhiều món chay để cúng Phật. Có tới cả 100 món khác nhau được đặt trong các khay vuông để mọi người truyền tay nhau dâng cúng. Ngoài ra, cũng có khi người ta dâng cúng Phật các sâu chuỗi tràng hạt hoặc y phục. Bất cứ thứ gì cũng có thể cúng dường cho Phật được cả. Có điều, đó phải là đồ mới và tốt đẹp, chứ không được đem những thứ mà mình không thích hoặc cũ kỹ hư hại dâng cúng cho Phật. Như có một ông nọ, ông ta mua bó rau mùi, ngò đến cúng dường tam bảo. Nhưng có điều là ông ta đã lặt lấy phần tươi tốt để ở nhà dùng, rồi mới đem phần già và dai đến cúng dường tôi để tỏ ra rằng ông ta cũng biết cúng dường. Như thế thì hoàn toàn chẳng được chút công đức nào cả. Vậy nếu quý vị có thể vì người chết mà chuẩn bị các món chay một cách thận trọng và tinh khiết để cúng dường cho Phật cùng chư Tăng, thì trong bảy phần công đức người chết sẽ hưởng được một phần, còn sáu phần kia thuộc về người sống. Này ông trưởng giả, vì thế nên những chúng sanh trong cõi diêm phù, sau khi cha mẹ hay người quyến thuộc chết, nếu có thể tiết trai cúng dường, chí tâm cầu khẩn, thì những người như thế, kẻ còn lẫn người mất, đều được lợi ích. Tiết trai, tức là tổ chức cúng trai và dùng toàn các món chay tịnh để cúng dường tam bảo. Chí tâm, tức là thành khẩn thiết tha đến cực điểm, không có gì hơn được nữa. Chính vì những lý do nói trên, cho nên tất cả chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nếu có thể vì cha mẹ hoặc bà con thân thích của mình đã qua đời mà làm chay để cúng dường tam bảo và thiết tha dốc lòng cầu khẩn, thì chẳng những người còn sống được sự lợi ích mà luôn cả người đã chết cũng được lợi lạc. Nói lời này xong, tại cung trời Đau Lợi có ngàn muôn ức Na Do Tha quỷ thần của cõi Diêm Phù Đề đều phát tâm Bồ Đề vô lượng. Lúc Địa Tạng Bồ Tát dứt lời, đông đảo quỷ thần của thế giới Diêm Phù hiện diện tại Đau Lợi Thiên Cung đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ông trưởng giả đại biện làm lễ mà lui ra. Ông trưởng giả đại biện hướng về Bồ Tát Địa Tạng mà cúi lại, và hướng về Đức Phật cũng cúi đầu đảnh lễ
rồi lui sang một bên. Ha ha ha, 闻香茉莉松